Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp hỗ trợ là chìa khóa vàng để phát triển ngành ô tô Việt Nam. Thế nhưng theo các chuyên gia, lĩnh vực này vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, cần nhiều yếu tố hỗ trợ để có thể phát triển vững mạnh. Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe tải, xe khách thông dụng và một số loại xe chuyên dùng. Thế nhưng để đạt được mục tiêu này, hiện nay các doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là yêu cầu của các doanh nghiệp lắp ráp ô tô vượt quá khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp cung ứng linh kiện phụ tùng trong nước. Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe, không chỉ về giá cả, công nghệ, chất lượng, giao hàng mà còn cả yêu cầu về trách nhiệm xã hội liên quan đến an toàn, môi trường và điều kiện lao động. Mong muốn của các nhà máy lắp ráp ô tô Việt Nam là mình sẽ có được một cái ngành công nghiệp phụ trợ ô tô phát triển để có thể hỗ trợ cho các nhà máy lắp ráp ô tô những cái phụ tùng thiết bị nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm cũng như là tiết kiệm tối đa cái chi phí lắp ráp để có thể cạnh tranh được các nước trong khu vực Đông Nam Á. Dự báo tới năm 2025, thị trường ô tô tại Việt Nam sẽ nhanh chóng tiệm cận với con số 1 triệu xe bán ra một năm. Có thể nói, đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển công nghiệp phụ trợ. Nếu không tận dụng tốt cơ hội này, thì công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục đi sau các nước trong khu vực và chỉ dừng lại ở lắp ráp hoặc sản xuất quy mô nhỏ lẻ. Đứng trước thực trạng nêu trên, Bộ Công Thương cho rằng cần khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 115 về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó thì cũng đưa ra rất nhiều giải pháp mà cũng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành phải xây dựng các chính sách để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô. Còn trước đó thì năm 2015, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 111 quy định về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Và trong đó thì cũng đã đưa ra các cơ chế hỗ trợ và ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ nói chung và trong đó có công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô. Và tại phụ lục về danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ban hành theo nghị định 111 ấy thì cũng đã có được các cái linh kiện trong ngành ô tô và những dự án đầu tư sản xuất các cái sản phẩm đó ấy, thì sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về thuế VAT, các ưu đãi về tiền thuê đất. Trong thời gian tới, để thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam hướng đến phát triển bền vững, các chuyên gia trong ngành cho rằng thị trường nội địa cho các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô của Việt Nam chủ yếu là các công ty lắp ráp ô tô. Do vậy, phát triển thị trường ô tô trong nước là một trong những giải pháp quan trọng. Tiếp đến là vấn đề cải thiện cơ sở hạ tầng, bao gồm việc mở rộng hệ thống đường giao thông, xây dựng các điểm đỗ xe, quy hoạch lại giao thông nhất là ở các thành phố lớn. Ngoài ra, cần có chính sách nhất quán, rõ ràng đối với thị trường ô tô. Một vấn đề quan trọng nữa là việc điều chỉnh các chính sách về thuế và phí để giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, dẫn đến giảm giá xe. Như thế, người dân sẽ có nhiều cơ hội để sở hữu ô tô. Song song với chính sách mở rộng phát triển, cần có những chính sách bảo vệ thị trường trước sự phát triển nhanh chóng của xe nhập khẩu, cần kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc quản lý xe nhập khẩu, nhất là hạn chế gian lận thương mại. Thị trường ô tô tại Việt Nam phát triển tạo lực cầu nội địa ổn định cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Các giải pháp đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô cần hướng vào việc đáp ứng các nhu cầu nội địa của các công ty lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Công ty chúng tôi có nhiều hợp tác mở rộng để làm sao tăng nhanh tốc độ nội địa hóa các phụ tùng sản xuất tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đã có nhiều cuộc tham quan, tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác đối với các nhà sản xuất linh kiện ô tô tại Việt Nam. Trong thời gian tới, thì để có thể phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, thì trước hết là chúng ta phải phát triển được về mặt dung lượng thị trường thông qua việc là thúc đẩy người dân tiêu thụ ô tô và khuyến khích sử dụng xe sản xuất lắp ráp trong nước. Và thứ hai ấy, thì là chúng ta cũng phải tập trung thu hút những dự án đầu tư và sản xuất ô tô có quy mô lớn và có thể là tập trung vào những dòng xe mà chưa các nước trong khu vực họ chưa sản xuất. Và thứ ba ấy, là cần phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa công nghiệp hỗ trợ trong ngành ô tô. Theo thống kê, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô có khoảng 30.000 danh mục với các yêu cầu khác nhau về kỹ thuật sản xuất và công nghệ. Vì vậy, cần xây dựng danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô, từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp có sự nhìn nhận rõ ràng về công nghiệp hỗ trợ ô tô, khắc phục được nhận thức mơ hồ về công nghiệp hỗ trợ, như đồng nhất việc phát triển công nghiệp hỗ trợ với nâng cao tỷ lệ nội địa. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong việc đánh giá mức độ công nghệ hay hàm lượng kỹ thuật trong sản phẩm, để từ đó có thể định vị Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với quá trình sản xuất ô tô trong tương lai, góp phần đưa ngành công nghiệp này ngày càng phát triển vững mạnh.